Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, Lâm Hạ chi trừ. Chú ý ba điều này: bất ngờ đổi phận, phất linh làm đại gia, tiền đẻ ra tiền đúng tháng 9, tháng 10 âm lịch năm 2023. Hoan hỉ chào đón quý vị đã đến với kênh Tử Vi Việt. Quý vị thân mến, xem tử vi cho thấy năm vừa qua, tuổi Quý Hợi gặp nhiều vất vả, khốn khó đủ đường. Nhiều khi giật mình kinh khiếp trong cảnh nợ nần túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp chốn. Tháng 9 và tháng 10 âm lịch tới báo hiệu vận trình có rất nhiều biến động, bế tắc và gian nan, đòi hỏi bản mệnh cần phải hết sức kiên nhẫn, kiên trì, tỉnh táo và có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, mới mong bảo toàn được những thứ mà mình đang có, tránh xa được vận xui và mất mát không đáng có. Đừng thấy khó khăn trước mắt mà vội nản lòng, chỉ cần quý bản mệnh luôn vững tin, quyết tâm thì ắt sẽ thành công mà thôi. Tuy nhiên trong 2 tháng tới đây còn có cát tinh phù trợ nên bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ giờ giữa chừng, ắt vươn tới đỉnh cao của giàu có. Không chỉ vậy, tuổi Quý Hợi còn được thần tài bát lộc, thần may mắn gõ cửa nhà bất ngờ, trúng lớn, giàu có ú ủ, tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự nghèo đói, đổi lại là cuộc sống sung túc, tiền tỷ cầm tay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Luận giải lá số tử vi tháng 9, tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 bao gồm 4 phần sau đây. Phần 1: đặc trưng phân biệt tính cách, vận mệnh người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong hệ tử vi đầu số. Phần 2: luận giải tử vi tháng 9, tháng 10 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 dựa trên cơ sở can trí ngũ hành trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, gia đạo, sức khỏe. Phần 3: luận giải chi tiết vận trình từng tháng của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ biến động ra sao, cách hóa giải vận trình gia tăng cát vận. Phần 4: đúc kết và chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc đời. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý Hợi 1983 hay còn được gọi là Lâm Hạ chi trừ, tức là lợn ở trong rừng. Năm sinh dương lịch, từ 13 tháng 2 năm 1983 đến mùng 1 tháng 2 năm 1984. Năm sinh âm lịch, Quý Hợi, thiên can quý, tương hợp mậu, tương hình đinh kỷ, địa chi hợi, tam hợp hợi mão mùi, tứ hành xung, dân thân tỵ hợi, mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, tương sinh mộc kim, tương khắc hỏa thổ. Mạng đại hải thủy nước biển lớn, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế phú quý, xương con heo, tướng tinh con gà, ông tử vi độ mạng. Tuổi Quý Hợi 1983, con giáp này không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Tuổi Quý Hợi mệnh thủy dường như có khả năng cuốn hút mạnh tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Người này tính tình dễ thay đổi thất thường, có thể chịu sự ảnh hưởng khá lớn từ người khác, chỉ trong chớp mắt cũng có thể thay đổi quyết định trong chuyện tình cảm. Họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi mệnh thủy không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Tuổi Quý Hợi mệnh thủy không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình, nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương mình. Khi không có ai để dựa dẫm, họ sẽ cố gắng vực dậy bản thân, tỏ ra mạnh mẽ để quyết định tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, những quyết định đó thường khiến cho họ phải hối hận sau này, nhất là khi không hề xin ý kiến hay sự giúp đỡ từ người xung quanh, mà một mực theo ý mình, cuối cùng đi đâu cũng gặp phải trở ngại. Tử vi tháng 9 và tháng 10 âm lịch này báo hiệu đây sẽ là một tháng khá sóng gió với con giáp tuổi Quý Hợi.
những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hãng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Dễ thấy nhất là trong tháng đương đầu Thái Tuế, con giáp này phải gồng mình lên trong công việc. Bạn sẽ liên tục phải vất vả tất bật, chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi phía sau. Ngoài ra, thế lực tiểu nhân vây hãm ngày càng rõ ràng, dù không có ý tranh giành bon chen, nhưng con giáp này vẫn khó tránh được bị vẫn lôi vào cuộc. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. May mắn là nguyệt lệnh thai ở Quý Hợi đại diện cho sự chuyển hóa tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ sớm được đột phá khỏi bế tắc. Lại thêm chính quan hỗ trợ, con giáp này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Tài vận không có khởi sắc rõ nét, dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ thời cơ của bạn chưa đến. Hãy cố gắng án bình bất động chờ đợi thêm xem sao. Đã vậy việc kinh doanh buôn bán có xu hướng nhưng lại do gặp phải đối thủ cạnh tranh hợp lớn. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận khi tiến hành đầu tư, tránh bị lừa đảo gây hao tài tốn của. Việc thu chi trong tháng cũng cần cân đối, tránh rơi vào tình trạng thất thoát do chi nhiều hơn thu. Về đường tình duyên, tâm trạng bất ổn, lên xuống thất thường có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Quý Hợi hành xử khá bốc đồng và sốc nổi. Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với nửa kia, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và trút lên đầu người thân như vậy. Dựa trên hệ thống sao chiếu mệnh và tương quan can trì ngũ hành giữa người tuổi Quý Hợi và lưu niên Quý Mão mà đoán định được khung cát ở trên các phương diện cuộc sống cho người tuổi này trong 2 tháng tới cụ thể như sau. Sự nghiệp tuổi Quý Hợi trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch nhờ có mối tương quan lục hợp mà hòa khí dâng cao, việc hợp tác sẽ mang đến nhiều lời lãi. Người bên cạnh chính là người hỗ trợ, mang đến phúc khí cho bạn. Dựa vào kỹ năng và vốn hiểu biết của mình, công việc của bản mệnh cứ thế thuận buồm xuôi gió, năng lực càng lúc càng được nâng cao. Để làm được điều này, tuổi Quý Hợi cũng sẽ phải làm lụng khá vất vả, dù nâng cao trình độ được nhưng năm nay chưa có điềm báo tốt cho việc thăng chức, vậy nên con giáp này hãy cứ tiếp tục cố gắng. Đối với người đi làm văn phòng, sự nghiệp của bạn tốt cho việc hợp tác, thiết kế và sẽ quen được nhiều mối tốt. Người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng thị trường nhưng cần đến rất nhiều nỗ lực. Tài lộc, vận tài lộc tuổi Quý Hợi có sao thực thần tọa mệnh. Đây là một thần sát đại diện cho của cải tiền bạc đổ về như nước sông Đà. Nhưng đổi lại, bản mệnh cũng phải bỏ công sức đi giao thiệp móc nối quan hệ, làm việc chăm chỉ thì mới đạt được thành quả như ý. Chưa kể, có những lúc gặp phải gian nan thử thách khiến cho bạn chỉ muốn tuyệt vọng buông xuôi. Bên cạnh đó, cầu giảo sát cũng làm cho tuổi Quý Hợi vì liên lụy người khác mà gặp phải rủi ro ngoài ý muốn. Có thể là hao tài tốn của hoặc gặp một số tai nạn bất ngờ. Đối với những người là nhân viên văn phòng, tài cần có dũng khí vươn lên, chấp nhận thua lỗ trước, lời lãi đến sau. Nhưng hãy cẩn thận với những kẻ vay mượn không đáng tin, nếu không sẽ có khoản một đi không trả lại. Người này cũng đừng quá chơi bời tiêu tiền tùy hứng, đến lúc thiếu thốn thì áp lực rất lớn. Đối với những người làm kinh doanh trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch, có nhiều cơ hội về tài lộc, dễ nảy sinh nhiều ý tưởng và kế hoạch sáng tạo. Đặc biệt là với những tuổi Quý Hợi sinh vào mùa thu và đông sẽ có vận may lớn hơn, nhưng cũng cần chú ý đừng ham xã giao nhiều quá mà chi tiêu tăng vọt. Tình duyên và gia đạo. Tử vi trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch tuổi Quý Hợi có thực thần chiếu mệnh, lại lục hợp nên nhân duyên tốt đẹp. Đối với những người tuổi Quý Hợi đã có gia đình thì sẽ không có vận đào hoa mấy. Tuy có quen biết một số bạn bè nhờ mối quan hệ tốt, nhưng họ sẽ không xen vào làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý, vợ chồng có thể gặp chút áp lực, cần quan tâm và đồng hành cùng nhau nhiều hơn. Sức khỏe. Về mặt sức khỏe, tuổi Quý Hợi vì có vong thần và sao thái âm nhập mệnh nên dễ bị thương bất ngờ, lại phạm thái tuế ngũ hành thủy yếu nhược,
nên cần chú ý đến các vấn đề về máu như bệnh ngoài da hoặc đường tiêu hóa. Bản mệnh nên tránh đi đến nơi rừng núi vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người lái xe cần đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân, có thể tham khảo phong thủy lái xe của tử vi số để mang lại sự bình yên trên những chặng đường dài. Để hiểu rõ hơn nữa về vận trình của mình, ngay sau đây sẽ là luận giải chi tiết từng tháng, tháng 9 và tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tháng 9 âm lịch tháng Nhâm Tuất. Xem tử vi tháng 9 năm 2023 âm lịch tuổi Quý Hợi, sự nghiệp của bản mệnh lên xuống khá bấp bênh, bạn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn xảy đến, đừng trốn tránh hoặc đùn đẩy cho người khác, tạo hình ảnh xấu cho bản thân. Nguyệt lệnh lâm tuyệt ảnh hưởng chủ yếu đến những người làm công ăn lương, bạn khó có thể chinh phục được đích đến mà mình đã đặt ra. Nhiều vấn đề bất ngờ xuất hiện khiến bạn trở tay không kịp, thường xuyên bối rối, khó tìm được cách giải quyết hợp lý. Có thể là vì những thành công gặt hái được trong khoảng thời gian vừa qua khiến bạn trở nên quá tin tưởng vào bản thân mình, thành ra lơ là chủ quan. Bạn tưởng rằng mình đã nắm vững mọi việc rồi, nhưng đến khi vấn đề xảy ra, bạn mới nhận ra rằng mình còn quá nhiều thiếu sót. Một số người thường hăng hái khi bắt tay vào làm công việc, nhưng sau đó lại nhanh chóng cảm thấy chán nản, mất hứng khi công việc gặp phải khó khăn hoặc lặp đi lặp lại. Chính điều đó khiến bạn thường xuyên làm việc đầu voi đuôi chuột, khiến lãnh đạo và cả đồng nghiệp đều cảm thấy không hài lòng. Thiên quan cho thấy dấu hiệu bạn và lãnh đạo có thể mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm bất đồng. Dù sao thì bạn cũng là người có vị thế thấp hơn, cần chú ý cách ăn nói và diễn đạt của bản thân, không nên đẩy mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, khiến ai cũng khó xử. Vận trình tài lộc của người tuổi Quý Hợi cũng khó được như ý trong thời điểm này. Công việc bấp bênh khiến tình hình tài chính của nhiều người không ổn định, thậm chí có người phải vay mượn mới đủ tiền để trang trải cuộc sống. Vì thế dù có dư giả thế nào đi nữa, thì ngay từ bây giờ bạn cũng nên giữ lối sống tiết kiệm, không nên chi tiêu phung phí, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu mà không có của để dành. Nếu không biết chi tiêu hợp lý, thì đến lúc gặp khó khăn, bạn dễ rơi vào tình thế bị động, phải chạy vạy ngược xuôi. Dưới tác động của nguyệt lệnh, người làm ăn kinh doanh thường xuyên chủ quan lơ là, nên khó phát hiện được những nguy cơ tiềm tàng. Bạn có thể đưa ra những phán đoán sai, khiến đồng tiền bị lãng phí vô ích. Những do dự băn khoăn cũng là một trong những nhân tố khiến cho bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư, kinh doanh kiếm lời. Tháng 9 này, bạn cần chú ý đề phòng những kẻ xun xoe tiếp cận mình, đặc biệt không tin theo những lời rủ rê đầu tư của những người không đáng tin cậy. Bản mệnh không nên ham chạy theo những kế hoạch kiếm tiền bất chính, kinh doanh đa cấp, bởi như vậy thì người chịu thiệt hại sớm muộn gì cũng là bạn và những người thân thiết xung quanh mình mà thôi. Còn nếu chăm chỉ làm ăn thì dù bạn sẽ phải bon chen cạnh tranh với người ngoài khá vất vả đấy, nhưng bạn vẫn sẽ thu về được một khoản lãi lời nhất định giúp bạn cải thiện được cuộc sống của mình. Theo tử vi, người tuổi Quý Hợi vô cùng đào hoa trong tháng 9 âm lịch này. Tuy nhiên, đào hoa không phải là dấu hiệu tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là với những ai đã lập gia đình. Bạn có sức hút nên có thể khiến một vài người chủ động tiếp cận. Những lúc như thế này, bạn cần phải biết giữ mình, tránh vì một phút lầm lỡ mà chính tay phá hủy hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, ngũ hành tương khắc cũng cho thấy một vài vấn đề mà các cặp vợ chồng hay gặp phải. Hai người cần chú ý trò chuyện và nhường nhịn nhau nhiều hơn, không nên chấp vặt những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Điều đáng mừng khác là tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Hợi khá ổn định trong suốt tháng này. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng tinh thần của bạn vẫn không suy giảm quá nhiều. Sức khỏe ổn định cũng giúp bạn sẵn sàng hơn khi đối diện với khó khăn thử thách. Hãy chú ý rèn luyện sức khỏe để có một cơ thể năng động và khỏe mạnh. Riêng việc cơ thể khỏe mạnh đã giúp bạn giảm bớt rất nhiều lo âu và gánh nặng trong cuộc sống rồi. Nếu gặp phải vấn đề gì khó khăn, bạn cần kịp thời tìm người chia sẻ tâm sự để có thể tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng, khiến tinh thần trở nên căng thẳng áp lực. Tháng 10 âm lịch tháng Quý Hợi, theo tử vi tháng,
phương diện công việc của người tuổi Quý Hợi sẽ có nhiều việc không thực sự như ý do chịu tác động của cục diện tự hình, không ít kế hoạch lập ra nhưng trở thành vô ích khi mọi việc dễ đi chệch hướng. Những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hãng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Dễ thấy nhất là trong tháng đương đầu Thái Tuế, con giáp này phải gồng mình lên giải quyết công việc, bạn sẽ liên tục phải vất vả tất bật, chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi phía sau. Thời gian và sức khỏe có đôi lúc còn không ủng hộ, khiến bản mệnh thấy vô cùng bế tắc chật vật, tìm mọi cách để xoay sở. Bạn hãy tìm hiểu kỹ xem khó khăn hiện tại là do vấn đề của chính mình hay là tại hoàn cảnh. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi. Không ai hoàn hảo cả, quan trọng bạn biết vấn đề của mình ở đâu và tìm cách xử lý chúng. Một lưu ý nhỏ là nhận định của bạn lúc này cũng không thật sự chính xác như bạn vẫn tưởng đâu. Vì thế, thay vì nâng cao quan điểm thì hãy học cách lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn sẽ tốt hơn cho bạn đấy. Ngoài ra, thế lực tiểu nhân vây hãm ngày càng rõ ràng, dù không có ý tranh giành bon chen nhưng con giáp này vẫn khó tránh được bị lôi vào cuộc. Phải thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. Thời điểm này bạn cũng không nên quá vội vàng, cứ tập trung vào tiêu chí chậm mà chắc khi làm bất kỳ việc gì sẽ giúp bạn tránh được không ít rắc rối. Sự nhanh nhẩu quá mức cần thiết lúc này có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng. May mắn là nguyệt lệnh thai ở Hợi đại diện cho sự chuyển hóa tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ sớm đạt được phá khỏi thế bế tắc. Lại thêm chính quan nhập cục, có dấu hiệu cho thấy có người sẽ hỗ trợ giúp đỡ bạn một tay đấy. Con giáp này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Nhưng nếu bạn cứ cố chấp không thực hiện theo sự hướng dẫn và luôn tỏ thái độ hoài nghi thì tình hình sẽ không thể khá hơn đâu. Thuyền đến đâu cầu ắt tự thẳng, bạn phải trải qua sự tôi luyện của sóng gió thì mới có thể mạnh mẽ hơn, thành quả đạt được cũng sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Nếu người tuổi Quý Hợi đang mong chờ một tháng với vận trình tài lộc đột phá và rủng rỉnh thì có lẽ tháng này chưa phải thời điểm ý nguyện của bạn thành hiện thực. Tài vận trong tháng không có khởi sắc rõ rệt, dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ thời cơ của bạn chưa đến. Hãy cố gắng án bình bất động chờ đợi thêm xem sao. Đã vậy các khoản thu nhập chưa thấy dấu hiệu tăng, trong khi đó hàng loạt những khoản chi tiêu phải ập tới khiến bạn trở tay không kịp, có thể phải đi vay mượn tạm thời. Do đó việc thu chi trong tháng cần mau chóng cân đối, tránh rơi vào tình trạng thất thoát do chi nhiều hơn thu. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng có xu hướng chững lại do gặp phải đối thủ cạnh tranh lớn. Cách thức kinh doanh của bạn đã cũ nên dành thời gian nghiên cứu phân tích để tìm ra hướng đi mới. Cạnh tranh không phải lúc nào cũng tiêu cực nếu như bạn đủ nhanh nhạy để biến cạnh tranh thành động lực và bàn đạp đẩy mình lên thì bạn hoàn toàn có thể đi trước thị trường, nắm lợi thế tiền quyết trong tay. Trong hợp tác đầu tư, tuổi Quý Hợi phải hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt gây hao tài tốn của. Xem tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, đương đầu với Thái Tuế khiến người tuổi Quý Hợi có xu hướng phóng đại cảm xúc của bản thân, mọi thứ khăng khăng thích làm theo ý mình, coi mình là nhất, không chịu lắng nghe lời khuyên, ý kiến của đối phương, từ đó phát sinh mâu thuẫn, xung đột, tâm trạng bất ổn lên xuống thất thường, có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Quý Hợi hành xử khá bốc đồng và sốc nổi. Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với người ấy, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Vì thế mà không khí gia đình bỗng trở nên căng thẳng, khiến mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và trút lên đầu người thân như vậy. Trong tháng này, thêm điểm không vui phủ lớp màu ám đạm lên bức tranh vận trình sa sút của người tuổi Quý Hợi đến từ vấn đề sức khỏe. Tình trạng thể chất của con giáp này không được tốt lắm. Phần nhiều là do bản mệnh lo lắng suy nghĩ quá nhiều, khiến cho ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được an giấc. Bồn bà vất vả nhọc lòng suy nghĩ cho công việc, tình cảm đang bào mòn sức khỏe của bạn nghiêm trọng. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ dễ khiến cho sức đề kháng giảm sút, theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế muốn cơ thể khỏe mạnh, trước tiên mệnh chủ phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ tinh thần vui vẻ lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt. Tổng kết về công việc,
nhờ vận khí cát lành lan tỏa, tinh thần người tuổi Quý Hợi thêm vững vàng, càng dễ tập trung cho phát triển những mục tiêu lớn trong đời. Vì thế mà tham vọng cũng được nâng tầm, đừng tưởng họ ít thể hiện mà cho rằng họ lười nhác. Một khi Quý Hợi đã hạ quyết tâm thì mưu đại sự rất dễ thành. Hãy không ngừng phấn đấu và trải nghiệm, bản mệnh sẽ thấy ngay sự khác biệt. Về tiền bạc, nên chú trọng mở rộng làm ăn, tìm hiểu thêm các kênh đầu tư khác ngoài công việc chính hiện tại. Nếu như có như vậy, tiền mới sinh sôi nảy nở, ngay cả khi bạn đang ngủ hoặc những lúc đau yếu. Về tình cảm, đường số nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thay vì chỉ chú trọng đến công việc. Có được sự quan tâm thường xuyên của bạn, các thành viên trong gia đình ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc. Về sức khỏe, do tác động mạnh của hung tinh, nếu lơ là cảnh giác, lập tức có thể gặp xui, nhẹ thì té ngã khiến tứ chi đau đớn, nặng thì tai nạn bất ngờ phải động chạm dao kéo. Vì thế cần hết sức thận trọng khi tham gia giao thông cũng như các hoạt động mạo hiểm. Để ứng trước hạn huyết quang, tuổi Quý Hợi có thể đi hiến máu nhân đạo. Để gia tăng may mắn cho vận trình của mình từ nay đến hết năm 2023, tuổi Quý Hợi hãy áp dụng các yếu tố phong thủy sau đây. Sinh năm 1983 hợp màu gì? Sinh năm 1983 thuộc mạng thủy, theo đó màu sắc hợp với người tuổi Quý Hợi 1983 gồm màu bản mệnh thủy đen xanh dương, màu tương sinh kim gồm trắng ghi bạc, màu kém may mắn mộc gồm xanh lá xanh lục, màu kỵ thổ hỏa gồm vàng nâu đất đỏ cam tím. Năm 1983 hợp con số may mắn nào? Con số phong thủy may mắn đối với người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là số may mắn nam tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là 2589, số may mắn nữ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là 678. Sinh năm 1983 hợp hướng nào? Nam Quý Hợi 1983 hợp với hướng nào, kỵ hướng nào? Hướng hợp hướng Tây Nam sinh khí. Hướng này rất tốt cho gia chủ trong việc mua thêm hoặc kinh doanh với bất động sản, cải thiện mối quan hệ các thành viên trong gia đình, đông con cái. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của sao mộc khắc hướng thổ nên hậu vận có khó khăn hơn. Hướng Tây Phúc Đức. Hướng này phù hợp cho ai làm ăn kinh doanh tài lộc hưng vượng, sự nghiệp của con cháu thịnh tiến, gia vận hài hòa. Hướng Tây Bắc Thiên Y. Hướng này hỗ trợ cho việc làm ăn của gia chủ thêm phần khấm khá. Nếu làm nhiều phước đức càng có lợi. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng âm khí suy nên sức khỏe của thành viên trong nhà không được như ý, nhất là phụ nữ. Hướng Đông Bắc Phục Vị. Hướng này thuận lợi cho việc làm ăn của gia chủ, nhưng càng sau càng không tốt. Vì ảnh hưởng của âm khí suy nên sự nghiệp bị giảm dần, sức khỏe của phụ nữ và con gái trong nhà rất kém. Hướng Kỵ. Hướng Đông Nam tuyệt mệnh. Hướng xấu dự báo nhiều tai ương, dễ sinh bệnh tật, gặp trộm cắp, thậm chí thiệt mạng. Đặc biệt con út trong gia đình chịu nhiều thiệt thòi. Hướng Đông lục sát, cẩn thận với hướng nhà khiến gia đình suy bại, cho dù hiện tại có giàu sang sung túc đến mức nào đi nữa. Bên cạnh đó, phụ nữ trong nhà sức khỏe hao tổn do dương suy hay đau ốm hoặc gặp tai nạn. Nhất là con trai út trong nhà không làm ăn được hay gặp điều xui rủi. Hướng Nam họa hại. Hướng nhà này tuy ban đầu hỗ trợ cho gia chủ làm ăn phát đạt, nhưng càng về sau càng suy, sống trong cảnh xung đột, nếu không cũng hưu quạnh, không có tiền của để dự trữ. Hướng Bắc ngũ quỷ, vị trí này gây ra thị phi cho gia chủ, cuộc sống không thể yên ổn, vì thường xuyên vướng vào thị phi kiện tụng tranh chấp, làm ăn không lên nổi, nhất là vì âm suy nên phụ nữ và con gái trong nhà không khỏe mạnh, dễ bị bệnh. Nữ Quý Hợi 1983 hợp với hướng nào, kỵ hướng nào? Hướng hợp Đông Bắc Phúc Đức. Hướng nhà giúp cho cuộc sống của gia chủ thêm phần sung túc đông đúc, sức khỏe tốt, con cái trong nhà khỏe mạnh thông minh, công thành danh toại. Mọi người sống trong ngôi nhà này đều có tuổi thọ cao. Tây Bắc sinh khí. Hướng nhà hỗ trợ cho tài lộc vượng phát trong thời gian đầu, thế nhưng do hướng nhà khắc sao mộc tinh nên về sau càng suy giảm, việc làm ăn khó khăn trở ngại. Tây Nam thiên y. Hướng nhà giúp gia chủ ban đầu làm ăn thuận lợi giàu có, thế nhưng về sau nam giới sống trong nhà khó thọ, phụ nữ phải nắm quyền trong gia đình, khó có con trai nối dõi. Tây Phục Vị. Hướng nhà âm thịnh dương suy, nữ giới thường nắm quyền, cuộc sống thành công hơn nam giới, đàn ông trong nhà dễ bị bệnh tật giảm thọ, tài sản ban đầu có vẻ vượng phát nhưng càng về sau càng yếu kém. Hướng Kỵ. Đông tuyệt mệnh.
hướng nhà xấu, làm gì cũng không ra tiền, người sống trong nhà tiêu cực hay lo buồn, đông nam lục soát, hướng nhà ảnh hưởng tới mối quan hệ của người sống trong nhà, nhất là phụ nữ hay xảy ra xung đột, dễ bị bệnh, sống đời hưu quạnh, trường nữ dễ bị tổn thương. Nhìn chung việc làm ăn của các thành viên trong gia đình không được thuận lợi, khó phát triển. Bắc họa hại, hướng nhà này có thể ban đầu làm ăn tốt, không giàu có nhưng ổn định, tuy nhiên càng về sau càng nghèo khó, phụ nữ sống trong nhà dễ bị tổn thương, nhất là khi sinh nở. Nam ngũ quỷ, hướng nhà gây ra thị phi trong nhà ngoài cửa, thường xuyên xuất hiện sự bất hòa giữa các thành viên, kinh tế suy bại dần, phụ nữ trong nhà dễ bị tổn thương, bệnh tật. Quý vị thân mến, một thực tế phũ phàng chúng ta sớm nhận ra rằng, dù lời bạn nói có hay ho tuyệt vời đến mức nào, nhưng không thực hiện nó thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, những gì ta nói mới chỉ là những thứ mình nghĩ, mường tưởng ra, cho đến khi chúng được áp dụng vào thực tế mới thấy có những sai sót cần điều chỉnh, thay đổi, cho đến khi phù hợp thì kết quả cuối cùng cũng thường đi quá xa so với lý thuyết ban đầu. Cũng vậy, khi bạn muốn thực hiện điều gì đó, nhất là tham vọng, thì tốt nhất hãy im lặng mà làm, vì khi chưa có thành quả gì thì những gì bạn nói chỉ đang làm trò cười cho người khác mà thôi. Làm một việc tốt thì tự cái việc mà ta làm được, dù mọi người không biết đến cũng chẳng sao. Vì việc mình làm và tin tưởng thì đâu nhất thiết phải nói ra cho mọi người biết, miễn sao mình thấy vui, thấy hạnh phúc là được. Nhất là những chia sẻ với người thân nên thận trọng, có thể vì quá lo lắng cho bạn nên họ tìm cách cản bước, chỉ khiến con đường bạn đi trở nên gập ghềnh khó khăn hơn mà thôi. Lặng thầm cũng không có nghĩa là nằm im một chỗ mà mơ mộng, hoặc cũng đừng vì thế mà hô hào rồi chẳng làm gì cả. Uy tín và giá trị của mỗi người được xây dựng nên từ chính những gì người đó nói và làm, nên luôn phải ý thức rằng nói được thì phải làm được. Hãy để mọi người biết được giá trị lời nói của mình, đừng để bất cứ ai khinh thường nó, mỉa mai nó. Muốn tới đích thì chính bạn cũng phải khởi động và tự bước trên đôi chân của mình. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bạn cả.